Phương Thảo kính chào quý vị và các bạn. Bản tin hôm nay gồm một số nội dung đáng chú ý sau đây. Toàn cầu đã tiêm hơn 6 tỷ liều vaccine, trong khi còn 3 nước chưa tiêm mũi nào. Giám đốc của Pfizer và Moderna đều tiên đoán cuộc sống sẽ trở lại bình thường trong một năm nữa. Các thành phố Na Uy hỗn loạn sau khi chính phủ dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Nhưng trước hết là vài con số mới nhất về COVID-19. Theo số liệu của Worldometer, tính đến hết ngày thứ Hai 27 tháng 9, trên toàn thế giới trong 24 giờ qua, có thêm hơn 289.000 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu đại dịch đến nay lên gần 233 triệu người, trong số đó có hơn 4.766.000 người đã chết. Tại Hoa Kỳ, trong 24 giờ qua, có thêm hơn 34.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu đại dịch đến nay lên hơn 43.827.000 người, trong số đó có hơn 707.000 người đã chết. Tại Việt Nam, trong 24 giờ qua, có thêm hơn 9.000 ca nhiễm mới, trong số đó tại Sài Gòn đã chiếm hơn 4.000 ca. Tổng cộng từ đầu đại dịch đến nay, Việt Nam có hơn 766.000 người nhiễm, bao gồm hơn 18.000 người đã chết vì COVID-19. Canada trong một ngày qua có thêm hơn 2.000 ca nhiễm mới. Toàn tỉnh bang Quebec có thêm 519 ca nhiễm mới, trong đó có 377 người chưa chích ngừa đầy đủ và 142 người chích liều thứ hai cách đây hơn 7 ngày. Toàn cầu đã tiêm hơn 6 tỷ liều vaccine, trong khi còn 3 nước chưa tiêm mũi nào. Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử nhân loại đang diễn ra với hơn 6,12 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được tiêm trên khắp thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn 3 quốc gia chưa tiêm mũi nào. Trang theo dõi tình hình tiêm chủng COVID-19 của thông tấn xã Bloomberg cho biết, tới nay đã có hơn 6,12 tỷ liều vaccine COVID-19 được tiêm tại 184 quốc gia. Số liệu từ Đại học Johns Hopkins của Mỹ cũng cho thấy số vaccine đã tiêm trên toàn thế giới đến nay đã vượt mốc 6 tỷ liều, dân số thế giới hiện có khoảng 7,7 tỷ người. Trong đó, Trung Quốc đã tiêm nhiều nhất với 2,19 tỷ liều, đạt mức tiêm trung bình 3,49 triệu liều mỗi ngày. Kế đến là Ấn Độ với 855,8 triệu liều đã tiêm, đạt mức 7,3 triệu liều mỗi ngày. Đây là hai quốc gia đông dân nhất thế giới. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, tại Mỹ đã có 213,4 triệu người, tương đương với 64,3% dân số, đã tiêm ít nhất một liều vaccine và 183,6 triệu người, tương đương với 55,3% dân số, đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Trong số các nước có dân số trên 1 triệu người, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất dẫn đầu về số liều tiêm trên 100 dân khi đã tiêm 197 liều trên 100 dân. Nước này đã có hơn 81% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ. Tính theo tỷ lệ trên 100 người thì dân Uruguay tiêm 175 liều, Do Thái 171 liều, Cuba 163 liều, Qatar 162 liều và Bồ Đào Nha 154 liều trên 100 người dân. Một số các quốc gia trong đó có Do Thái, các tiểu vương quốc Ả Rập và Uruguay đã bắt đầu tiêm mũi vaccine bổ sung cho những người được tiêm chủng đầy đủ. Trong khi đó, theo Pháp tấn xã, có 3 quốc gia vẫn chưa hề tiêm vaccine 19 là Burundi ở Đông Phi, Eritrea ở Đông Phi và Bắc Hàn. Các quốc gia và khu vực có thu nhập cao nhất đang có tốc độ tiêm chủng nhanh hơn nhiều so với các quốc gia và khu vực có thu nhập thấp nhất. Theo Bloomberg, để chấm dứt đại dịch COVID-19, đòi hỏi thế giới phải thực hiện một chiến dịch tiêm chủng có sự phối hợp với nhau. Việc phân phối hàng tỷ liều vaccine trên toàn cầu đang là một trong những thách thức lớn nhất về hậu cần. Giám đốc của Pfizer và Moderna đều tiên đoán cuộc sống trở lại bình thường trong một năm nữa. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty dược phẩm Pfizer, ông Albert Bourla, dự đoán thế giới vẫn phải tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 hàng năm và cho rằng cuộc sống bình thường sẽ trở lại trong vòng một năm nữa. Trả lời phỏng vấn của đài ABC hôm 26 tháng 9, ông Bourla dự đoán là sẽ có một số thay đổi khi thế giới trở lại cuộc sống bình thường sau đại dịch.
Ông nói tôi không nghĩ các biến thể mới sẽ ngừng xuất hiện và tôi không nghĩ chúng ta có thể trở lại với nếp sống của mình mà không cần tiêm chủng. Nhưng chúng ta phải chờ xem. Để đưa cuộc sống trở lại như trước, ông Bukla đề nghị các nước cần áp dụng phương pháp tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 hàng năm. Ông nói, tôi cho rằng viễn cảnh nhiều khả năng xảy ra nhất là các biến thể mới sẽ tiếp tục xuất hiện vì virus đã lan ra toàn cầu. Chúng ta có các loại vaccine có hiệu quả kéo dài ít nhất một năm. Tôi nghĩ khả năng cao là chúng ta sẽ phải tiêm lại hàng năm, nhưng chúng tôi chưa biết chắc và cần chờ xem các dữ liệu. Trước đó, vào ngày 23 tháng 9, giám đốc điều hành Stefan Bancel của công ty dược phẩm Moderna cũng dự đoán là thế giới sẽ trở lại cuộc sống bình thường sau một năm. Cho tới nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc tiêm mũi vaccine thứ ba cho toàn dân. Tổ chức này cho rằng các nước giàu nên nhường lượng vaccine dư cho các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Nhắc đến vấn đề trên, chủ tịch của Pfizer cho rằng việc đánh giá phê duyệt mũi bổ sung không nên dựa trên bất cứ yếu tố nào khác ngoài việc điều đó có cần thiết hay là không. Theo ông Vượt là, phương án gỡ bỏ bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19 cũng không phải là ý tưởng hay. Ông giải thích, nhờ sở hữu trí tuệ, lĩnh vực khoa học đời sống đã phát triển và sẵn sàng ứng phó khi đại dịch bùng phát. Ông cũng cho biết Pfizer đang bán vaccine với các mức giá khác nhau tùy theo từng nước. Các quốc gia đang phát triển có thể mua vaccine từ Pfizer với giá gốc không tính lời. Ông Bukla cũng chỉ ra rằng Pfizer đã bán 1 tỷ liều vaccine giá gốc cho Mỹ để Mỹ viện trợ số vaccine này cho các nước nghèo. Các thành phố Na Uy hỗn loạn sau khi chính phủ dỡ bỏ phong tỏa. Chính phủ Na Uy đột ngột công bố dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng chống COVID-19, khiến cho nhiều thành phố rơi vào tình trạng hỗn loạn. Theo South China Morning Post, chỉ riêng trong ngày 26 tháng 9, cảnh sát Na Uy đã ghi nhận hàng chục trường hợp đánh nhau và gây rối trật tự công cộng tại các thành phố lớn sau khi nước này gỡ bỏ các hạn chế phòng chống COVID-19. Vào ngày 24 tháng 9, chính phủ Na Uy đã thông báo gỡ bỏ các hạn chế phòng chống COVID-19 và đưa cuộc sống của khoảng 5,3 triệu người dân nước này trở về bình thường. Thông báo bất ngờ của Thủ tướng Erna Solberg đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên, dẫn đến khung cảnh hỗn loạn tại thủ đô Oslo và nhiều nơi khác. Bà Solberg cho biết Na Uy đã áp đặt các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt được 561 ngày, nay đã đến lúc cuộc sống trở lại bình thường. Hàng trăm người đổ xuống đường ăn mừng từ đêm thứ Bảy đến rạng sáng Chủ nhật vừa qua. Cảnh sát Na Uy cho biết tình trạng bất ổn diễn ra ở nhiều nơi, từ thành phố Bergen cho đến Trondheim. Tuy nhiên, Oslo là thành phố hỗn loạn nhất. Nhiều người xếp hàng tại các hộp đêm, quán bar và nhà hàng ở Oslo vào tối thứ Bảy. Cảnh sát ghi nhận ít nhất 50 vụ đánh nhau chỉ riêng tại thời điểm này. Các cơ sở kinh doanh không yêu cầu khách hàng xuất trình chứng nhận đã tiêm chủng và kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Một quản lý nhà hàng ở Oslo tức giận nói, đúng như những gì tôi dự đoán, thành phố sẽ rơi vào nguy hiểm bởi vì chính phủ không thông báo trước một vài ngày. Cảnh sát cho biết khắp nơi đều kín người. Nhiều người bị ngất xỉu khi xếp hàng chờ vào quán rượu ở Trondheim. Phát ngôn nhân của sở cảnh sát Oslo nói, các cơ sở kinh doanh phải hoạt động nhiều hơn vào ngày 25 tháng 9 so với cả mùa hè. Nhiều người ra đường từ buổi chiều đến tối. Thủ tướng Solberg phản bác lại chỉ trích và nói rằng chuyên gia y tế Na Uy ủng hộ việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế. Bà nói, chúng tôi sẽ không áp đặt các biện pháp phòng chống COVID-19 nếu không cần thiết. Người dân phải được sống theo ý họ. Na Uy là quốc gia thứ hai tại Bắc Âu gỡ bỏ các hạn chế phòng chống COVID-19 sau Đan Mạch. Theo các số liệu chính thức, hơn 76% dân số Na Uy đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 và 70% đã được tiêm đầy đủ hai mũi. Quý vị và các bạn vừa nghe tường trình một số tin tức. Nếu thấy chương trình này hữu ích, xin quý vị hãy nhấn nút like, subscribe và nút chuông để nhận được thông báo khi có tin tức mới. Phương Thảo xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn.